cảm ơn nha. Đâu bao lớp nào? Đây con bé này nó đi nói với là muốn rồi. Kéo cái đó sẽ xuống thôi. Nhà mình đang lên đồi cát suối Hồng để chơi trượt cát tiếp. Hay cát ở đây mấy người này người ta đi lên đi xuống biết bao nhiêu lần. Kiểu thì nó nhanh quá lại sợ luôn. Quá mệt. Mình lên với bo đi tí mẹ kìa sợ con chụp. Mấy đứa nhỏ nó lên nó cũng bơ phờ chứ. Chụp xuống xong rồi không bao giờ đi lên. Mẹ không ơi. Còn nó cứ thế mà kéo luôn nó không lên nha. Đây mà. Rồi đi. Ủa? Nhà bác hai không đi lên hả? Kìa, Na đi nó đi lên đó kìa. Mà nói vọt lên. Vậy mà đòi lấy cho ba tấm trượt, lấy hai tấm được rồi. Lên kia không, lên kia cát bằng rồi. Ở đây là đồi cát suối Hồng. Ủa bác trai đi bên kia nó lại hơn kìa. Hai đi qua bên hướng bên kia kìa. Mấy người này người ta đi hay thiệt á trời. Mình đi có xíu mà mệt ghê. Trời ơi dốc kia nó cao kìa. Hôm qua cái xe mình lao xuống chắc cỡ cái dốc đó đó. Hơn luôn hả? Trời ơi. Coi video mà hơn. Sợ. Đi đây mẹ chết. Bây giờ mình đang ở trên đồi cát nha cả nhà. Rất là nắng. Cái kia là mẹ chồng và chồng đang đi lên kìa. Hôm qua thì đi lên Bạch Hồ, ngày hôm qua đi lên Bạch Hồ để đi xe địa hình, hôm nay thì lên đội cát suối Hồng để đi trượt cát. Rất là nắng luôn. Gái mình đã đi lên tới cái chỗ mà trượt rồi nè. Trời ơi, lên được tới đây nhìn biển xanh rất là đẹp luôn nè, mát. Mệt thiệt nhưng mà lên đây là hết mệt. Bà nội đã giơ tay đầu. hồi nãy bà nội rất hăng hái, rồi lên tới đây là quá mệt rồi. Đi nó nôn trượt của nó lên tới đó rồi kìa. Trượt xuống đây á hả? Nè đó, ta trượt xong rồi leo lên. Đứng ngủ rồi kìa. Mẹ ngồi ghế đi, xin nước chưa? Mẹ đang chỗ quán nước ngồi cho mát nè mẹ. Trượt xong leo lên á. Không, mẹ mặc váy mẹ đâu có trượt. Có mẹ trượt đấy. Lên lên lên. Con ơi, con cho mẹ con trượt đấy.
Rồi cái đồi bên kia nó cao kìa. Mẹ nghĩ hôm qua cái đồi chắc mình tuột xuống nó cũng cao cả đó đó. Xe á. Bên này dốc luôn à. À. Hôm bữa mình qua với cái đồi kia mình trượt đúng không? Đâu có trượt bên đồi này. Trượt xuống rồi sao xong leo lên kia hả? Ê, lấy nón cho chị hai tuột. Hai đứa đi. Ôi gió nè, gió bay bung cái gì vậy hả? Chưa. Từ từ đấy nha. Bò lên. Bò lên. Cái gì đâu? Không được em. Nặng quá, chịu không nổi luôn. Trời đất ơi. Đây nè, đây nó có cái đường sẵn nè. Đây. Bên kia cao kìa, muốn tự chỗ cao bên kia tí. Ồ kìa đó, đó đó đó. Nè này nó có đường sẵn nè, chỗ này nè. Đây nè. Trượt luôn đi. Để mẹ nghỉ mệt chút rồi mẹ trượt. Chờ không xuống tới dốc. Bỏ dép đi, bỏ xuống. Bỏ ra đây con. Ba ba né lưng ra kìa ba. Trời ơi, cái tóc nó già xuống cá. Trời, cái tóc nó quá xuống cát luôn rồi kìa. Ú đã, ú trời, ni đã vậy, ni trượt đã vậy. Được, đi lên đi xuống trượt hoài luôn. Ủa anh hai qua tới kìa. Nè đi đường này trơn hơn nè. Để mẹ nghỉ ngơi chút mày mẹ trượt. Ngửa ngửa cái người ra cho nó có chớn nó trượt. Ủa nè nè trượt không được. Ngồi luôn nè. Mấy bà cháu nè, tự trượt đi con, đi, tự trượt đi đi. Con cứ tự trượt đi. Nóng á, kéo lên. Muốn chơi cảm giác mạnh thì qua dốc bên kia. Mệt nha. Lấy cái chân đạp cho hai xuống cái. Xuống nha, xuống nha.
Không, xe chạy chậm. Xe không thắng. Xe không thắng không phải vì xe không có thắng. Ai đi vô đi. Con vô cho. Đi vô. Nghiêng qua cái đường mà nổi bò lên. Này là hết đồ ăn rồi. Con Uni chợt là trơn nhất à. Đi lên cực quá. Cái gì không? Đó, trượt xuống rồi đó, đó có đường rồi đó, đó nó có đường rồi đó. Bà nội mở đường xong ngon hả? Để bà nội trượt lại. Ở đây luôn mẹ. Tại nắng vô đây, nó nắng. Hết trơn. Đây, đưa mẹ trượt một cái. Để ngồi đây. Nè. Giữ chặt vô. Rồi mẹ ở dưới luôn đi, để đi qua anh kia luôn. Dạ con trượt xuống qua kia luôn mẹ. Trượt xuống đi, đi qua anh kia. Bên nổi không? Sâu lắm á. Không, mình đi lại lại đi. Đi, cứ đi từ từ đi rồi qua. Dạ. Không về nữa, 9 rưỡi rồi. Con mới đó. Chơi này đi mẹ, chơi này đi, chơi này đi rồi. Sao hai đứa muốn qua anh kia không? Chạy lẹ quá. Bên kia đi không được á. Bên kia là trên kìa đó, trượt xuống dốc bên kia. Đi 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 qua bên kia đi. Cái anh hai trượt kìa, anh hai trượt đi. Kệ, hồi về bơi. Ôi tóc kìa, trời ơi chết rồi. Tóc nó quệt xuống thành một cái đường. Đi là trượt xa nhất hả? Gì đâu sợ trời. Ừ, trượt xuống nhiều kìa, né ra chứ. Này khủng long con. Kìa người ta trượt xuống cũng được kìa. Đó, kìa kìa kìa. Bên kia nó trượt xuống kìa. Bữa mình lên cái dốc mày được. Ờ, bữa mình lên được. Nay bà nội lên nó nổi. Không đi vậy chị. Nặng mập quá hả? Con lên mẹ. Nặng quá, không câu kịp luôn à. Đích nặng. Hai tấm luôn hả? À. Ồ ghê, hai tấm thì ấy rồi hả? À. Ha
vậy trời? Về nhanh giờ. Về nhanh à? Về nhanh quá à, còn tiếc đi. Thôi mốt đợi đợt nữa đi rủ phòng vé đi rồi qua bên đó chờ. Chắc đợt nữa rồi, chắc con vô lớp 7 rồi đó. Đứng đi, đứng chụp hình đi, đứng chụp hình rồi cát này đi. Chơi nữa. Chơi đi, thì chơi lại đi thì xuống. Chơi nữa đi. Thấy nắng ăn nóng vậy chứ cái cát nó không có nóng à, cái cát ở dưới nó ấm ấm, nó mát mát rồi à ha. Cát không bị nóng đúng không? Cát ở dưới nó mát nè. Rồi xong chưa? Chơi xong chưa? Có trượt thì trượt lần nữa đi. Đi trượt lần nữa nha. Ừ, lên trượt đi rồi về. Mặt đỏ luôn rồi kìa. Mệt quá. Nãy quá. Ê, mình đâu cầm được đâu. Đây, đưa đây. Ừ, mệt quá. Nghe trời, cầm không được. Rớt lắm luôn nè. Bám ơi. Còn rớt 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 xuống. Hồi xưa là mình tự mình chơi. Trời, nè cát. Đeo lại. Còn một cái dòng nữa cho con. Cái gì? Ờ, con muốn trượt dốc nào con trượt. Đi. Trượt xuống thì đã mà leo lên thì mệt. Nghỉ hả chị? Ờ, nghỉ. Dạ, chỉ hai cái tính thì chị đem lại xuống bán. Ừ. Đi đi. Nè, đi xuống. Đem hai tấm xuống trả. Ủa nãy mình mướn ba tấm hay sao á đem. À. Rồi. Rồi đây. Về lại xin nước ba đi. Bây giờ mình đã trượt xong rồi, giờ mình đi xuống. Đi xuống thì ờ đi xuống khỏe rồi. Đi 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 qua ăn tàu hủ. Phổi cái lưng áo cho Ni kìa, cát kìa, phải không? Có. Quần áo á hả? Đồ sọ cái áo thun thôi. Quá vui hả? Thưa mình đâu có chiếc sáp đâu mẹ. Bên kia cái dốc nó cao hơn thì nó sẽ ấy hơn. Bởi vì thương sợ bên kia. Ba. Vẫn còn tiếc nuối muốn trượt. Sau khi trượt cát xong bây giờ đi về. Tắm hồ bơi. Đây, xuống. Tắt luôn mấy đêm mà nè. Tắt ơi mẹ. Đây là cát nóng hơn kia ha. Cát bên kia không nóng mà cát bên này hơi nóng nè. Nhà mình đã đi xong rồi. Giờ nhà mình về thôi, tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà gặp lại trong những video clip tiếp theo của mình nha. Bye bye. Quá nắng. Nó cháy da luôn rồi. Gô hồi nãy không lên trượt cát gô.